Dạ thì có thể một tuần gặp 2-3 lần cũng được ạ. Nói chung là em quê ở Biên Hòa Đồng Nai nhưng mà từ nhỏ lớn em sống ở đây chứ không phải sống chính tại Biên Hòa Đồng Nai nha anh. Em không ngại yêu xa một ngày đó. Quan trọng là người đó có chấp nhận được yêu xa với em không.